Ok, xin chào 500 anh em. Trên tay mình đây là một chiếc Boxing Music mà đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Và nếu như anh em đặt mua sản phẩm của bên mình ấy, thì sẽ được tặng kèm một đôi găng tay chính hãng VN Special anh em nhé. Và sau đây thì mình sẽ bật cái máy này lên để cho anh em có thể xem được cái tính năng của nó nhé. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em về cách lắp đặt. Với chiếc máy này thì anh em có thể lắp đặt theo hai cách. Một là anh em có thể dán trực tiếp lên tường và đi kèm sản phẩm đó là bộ dán anh em nhé. Và trong khi dán anh em nên dán theo chiều dọc cho mình như thế này. Anh em sẽ có hai miếng ngắn dán dọc như thế này và hai cái miếng dài như thế này thì anh em hãy dán vào tường nhé. Với những cái bức tường tường sơn bóng hoặc là những cái tường mà nó có độ bóng tốt thì anh em có thể dán cũng được, và anh em sẽ dán theo cái chiều dọc như thế này vào tường. Và để làm sao khi tiếp xúc thì cái mặt tiếp xúc như thế này là nhiều nhất thì như vậy nó độ chắc chắn sẽ rất là tốt anh em nhé. Và cách thứ hai để anh em có thể lắp đặt đó là anh em sẽ dùng cái giá đi kèm của nó đây. Việc đầu tiên để lắp cái giá này thì anh em sẽ cần một cái tô vít và tháo bốn con ốc này ra. Và thanh ngắn thì anh em lắp ở phía trên, thanh ngắn sẽ lắp ở phía trên và thanh dài lắp ở phía dưới anh em nhé. Và đi kèm với nó là một cái kẹp điện thoại và ốc vít đầy đủ. Anh em chỉ cần mượn một cái khoan mũi 8 là anh em có thể bắn khoan được rồi nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt phần mềm xem cái sản phẩm này có những tính năng gì. Thì đầu tiên anh em sẽ dùng Zalo trên điện thoại này. Đầu tiên anh em dùng Zalo nhé và quét cái mã QR code đi theo trong cái hộp. Theo trong cái hộp nó sẽ có một cái mã QR code, anh em quét xong mở link đây. Thông thường thì anh em nên mở Google Chrome thì sẽ dễ nhất anh em nhé. Đấy, nó có sẵn luôn hai dòng, một là cho điện thoại iOS hoặc là điện thoại Android. Thì như điện thoại của mình đây Android, mình sẽ click vào đây và tải cái phần mềm nó xuống này. Đấy, khi nó tải xong thì anh em có thể bấm vào cài đặt giống như cài đặt các cái app bình thường anh em ạ. Và trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách bật nguồn nhé. Ở trên mặt của cái máy nó có cái nút set màu đỏ, anh em bấm giữ trong vòng 3-5 giây. Đó, đây là khi nó khởi động xong thì nó sẽ có đèn và nhạc kêu. Thì việc đầu tiên, nếu như anh em không muốn sử dụng cái nhạc của máy này, anh em tắt bỏ này bằng cách là bấm ở cái chỗ này nhé, bấm 2 lần. Đấy, nó sẽ tắt nhạc và máy vẫn chạy. Rồi đến app, khi app đã tải, khi app đã tải xong này, điện thoại đã tải app xong thì anh em bấm vào cài đặt. Nó là dạng file APK thì nên là anh em cần cho phép vào cài đặt, xong bắt đầu anh em quay lại bấm cài đặt này. Đấy, khi cài đặt thì sau khi cài đặt xong thì anh em mở app lên này. Và điện thoại của anh em nhớ đảm bảo bật Bluetooth nhé. Bật Bluetooth thì với cái sản phẩm này nó có hai băng tần. Một băng tần dành cho kết nối với cái app kia để sử dụng đếm các số lần tập của anh em hoặc là đếm cái lực đấm của anh em. Và một cái băng tần thứ hai đó là để phát nhạc nữa. Cái GW1 này là để phát nhạc này. Anh em bấm kết nối vào. Đấy, bấm ghép đôi luôn. Ghép đôi xong anh em có thể mở nhạc trên YouTube nha anh em nhé. Đây, có thể mở nhạc trên YouTube để phát. Đấy, đây là nhạc của nó đây. Bây giờ anh em có thể sau khi tải app xong thì mọi người có thể vào mở cái app lên này, mở app lên và vào phần device nha mọi người nhé, và bấm Start Searching. Sau khi tìm kiếm một lúc thì nó sẽ hiện ra cái tên thiết bị. Đấy, cái WLT888 này, mọi người bấm kết nối vào này. Đấy, nó kết nối xong thì mọi người có thể bắt đầu là Start Training và chọn là Challenge Mode này. Challenge Mode thì khi này nó lại phát nhạc của máy thì mọi người có thể tắt cái nhạc ấy đi bằng cách là bấm hai lần cái nút trên chỗ mặt của máy thì nó sẽ tắt cái nhạc. Và sau đó anh em sẽ vào phần kết nối Bluetooth và
chọn cái thiết bị GW1. Đây, GW1 ghép nối với nó. Connected. Đấy, sau khi ghép nối xong thì mọi người có thể vào để phát nhạc này. Chọn cái nhạc mà mọi người yêu thích nhé, ví dụ như nhạc DJ chẳng hạn. Ok anh em, vừa rồi đó là mình đã hướng dẫn anh em cách lắp đặt cũng như cách cài đặt với phần mềm. Thì bây giờ đây là đi kèm với sản phẩm, nó sẽ có một cái dây sạc. Thì khi mà anh em nhận máy về nhé, thì hãy cắm cái dây sạc này và cái đầu USB này anh em sẽ cắm một cái sạc điện thoại và sạc liên tục cho mình trong vòng từ 6 đến 8 tiếng. Xong sau đó anh em có thể tháo ra và bật máy lên tập luyện bình thường anh em nhé. Và đây là toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm đầy đủ để cho anh em có thể lắp đặt cái máy nó được chắc chắn, cố định và tập luyện một cách dễ dàng nhất nhé. Chúc anh em có được một cơ thể khỏe mạnh và thành công trong quá trình tập luyện. Xin cảm ơn.